Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn quay trở lại với Minecraft. Và ngày hôm nay thì sau cái tập thứ nhất của cái series sinh tồn cùng với Jenny thì các bạn rất là thích mình làm cùng với Jenny đúng không? Nhưng mà cái gì ta? Gọi là trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho tụi mình một like, một share cũng như là một click đăng ký nha các bạn. Và đừng quên là nếu như video này đạt được 3.000 like và 50 chia sẻ thì mình sẽ làm tập tiếp theo. Đấy, nếu như bạn nào thích thì đừng quên để lại một like, share và ủng hộ cho tụi mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập tiếp theo của series sinh tồn đó các bạn ơi. Ok, thì trong tập trước mình đã xây được một cái ngôi nhà đó bạn. Thì trong tập này thì chúng ta sẽ làm gì đây ta? Để mình coi được coi, làm gì đây Jenny? Hôm nay chúng mình sẽ làm gì vậy? Mình làm ruộng đi. Mình ruộng hả? Hay không? Là cũng được. Thì thôi, tập này tụi mình sẽ gọi là xây một cái ruộng nè, làm một ruộng nè, với lại mình sẽ bắt mấy con bò, heo, cừu, gà về nuôi nha các bạn. Bây giờ sao? Ủa, mấy cây của mình lớn như sợ chưa? Rồi bây giờ lấy gỗ đi, để tí nữa còn xây. Nhưng mà tối mất tiêu rồi, chắc là mình phải đi ngủ một cái các bạn ơi. Sau đó mình sẽ lấy thật là nhiều gỗ luôn để chúng ta chuẩn bị làm cái ruộng nè. Rồi làm một cái gọi là gì, một cái chỗ để nuôi heo, bò, cừu, gà các thứ. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là chuẩn bị đi ngủ thôi nha các bạn. Đây, Jenny qua đây nè, đi qua đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho Jenny gọi là cách làm ruộng các bạn. Cây bên này là sẽ là dọn hết lúa, dọn hết cái lỗ, quên dọn hết cỏ chứ. Chúng ta chỉ cần phải dọn hết cỏ. Ok. Hình như thiếu một cục sắt rồi, chết rồi, phải có một cục sắt mới được. Cục sắt hả? Để xem có cần sắt. Làm cái xô để múc nước. Trời ơi. Đây đúng rồi, với lại mình vừa mới dọn hết một cái đống gọi là một cái đống bên kia. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ làm 9 ô. 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Giống như hàng rào vậy hả? Cái này là cái chỗ để trồng lúa nè. Trồng lúa, trồng khoai, trồng các thứ luôn á. Vô đây, ở trồng ở trong này chứ. Tại sao mình phải cắt ra? Mình trang trí cho nó đẹp á mà. Trời ơi. Rồi mình sẽ làm 3 ruộng đi. Đây, 3 ruộng. Rồi cái này là này là được. 3 ruộng là 3 lúa hả? Không, 3 cái ruộng giống như vậy. 3 cái ruộng, ok. 3 1 2 3 4 5 6 8 9. Bị đúng chưa nữa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đúng rồi. Đập cái này ra, dọn cái này ra chút nữa đi. Đấy, mình sẽ làm ba cái ruộng, một cái trồng lúa, một cái trồng khoai và một cái trồng cà rốt. Rồi sau đó sẽ gọi là làm cái chỗ để chăn nuôi sau các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt ở đây hình như là 1 2 3 4 5 hình như là ở đây rồi. Chính xác luôn á. 1 2 3 4. Đó, mình phải đổ nước vô. Ai Jenny dùng cái này nè. Nước cơ. Đổ nước vô. Vô làm cái đó đi. Rồi đổi cái cây đó ra đi. Đổi lấy cái cây cuốc ra đi. Đây, còn xung quanh là phải ốp cái hàng rào vô cây cuốc kia kìa, cây cuốc mà cây mới quăng ra á. Đúng chứ ta. Đúng rồi, trong người á. Đấy, lấy ràng. Rồi, dùng chuột phải á, cuốc xuống đất đi, cuốc hết mấy cái chỗ màu xanh đi. Cuốc hết luôn hả? Ừ, đúng rồi, cuốc hết đi. Đó, cuốc hết xung quanh đi. Chính xác, đúng như vậy. Giờ mình sẽ ốp lại cho nó full hết. Trời. Sau này là mình có thể làm tự động được hết luôn á. Nhưng mà bây giờ phải dùng tay. Rồi mình sẽ ốp lại. Bẹp. Mình là nông dân mà phải dùng tay chứ. Khi mà sau này mình có thể làm được mấy cái máy tự động á. Là tự động luôn. Ừ, là tự động đó. Có gọi là nô lệ làm giùm mình luôn. Này lấy cái này. Đổ vô giữa luôn. Em cây bài xin đi làm nha. Tất nhiên là dạ, không mấy, rồi. Là máy tự động chứ. Okay. Rồi, xong, bây giờ đặt mấy cái slab vô các bạn ơi. Bên này có cần phải cuốc không?
Có, bên này cũng phải cứu hết á. Em cầm cái hạt giống đi, cầm cái hạt giống lên. Cầm cái hạt giống lên tay em. Đây. Rồi, bây giờ đặt chuột phải vô. Cầm xong chuột phải vô. Đó, đúng rồi. Đó, đặt hết luôn đi. Đặt hết luôn. Đặt hết luôn, mà đặt hạt giống thôi nha. Đặt khi nào mà hết cái này hạt giống thôi nha, đừng có đặt mấy cái cà rốt khoai tay nha. Ok, cái đó là chai là bên kia đúng không? À, mỗi ruộng là mỗi loại. À, mình phải phân chia ra vậy nó rõ ràng như vậy. Rồi thử coi. Nãy cái này người ta đặt một hình. Cái này hồi nãy người ta đặt á, người ta dùng người ta đè chụp phải thôi, đâu có cần ấy đâu mà kêu mỗi tay. Chị này kêu mỗi tay nào? Ai biểu kích làm chi? Ta giữ chụp phải rồi người ta di chuyển thôi là nó cuốc xong rồi các bạn, thấy không? Đúng là núp có khác. Núp quá gà. Núp gà nè, rất dễ chơi. Có còn em tay hướng dẫn chứ. Trời. Không luôn. Đâu, đặt xong chưa? Trời ơi, nãy giờ người ta làm là xong rồi á. Tốc độ lên, nông dân gì mà chậm chạp quá. Hết giống rồi. Còn trong người đi chơi hết gì thôi mà thôi đã. Hết rồi thôi, qua đây lấy cà rốt trồng vô đây đi. Trồng cà rốt vô đây rồi trồng khoai tây bên này. Đó, là tụi mình đã xong cái ruộng rồi các bạn. Bây giờ là chỉ còn đi dẫn mấy con thú về nữa. Nhưng mà trước khi dẫn mấy con thú về là phải xây nhà cho tụi nó. Tôi quên xây chuồng cho tụi nó chứ không phải xây nhà. Lộn. Chắc nữa mình sẽ xây một cái chuồng nữa. Không, mình sẽ xây hai cái chuồng. Anh cây hết cà rốt rồi. Hết rồi thôi, đi qua kia, từ bữa nữa nó chín á, mình thu hoạch được thêm rồi mình trồng tiếp. Không sao hết. Rồi qua kia trồng khoai tây đi. Ok. Đấy là mình có nhiêu mình trồng bao nhiêu rồi mình sẽ thu hoạch rồi. Đúng mình trồng rồi. Tiếp. Cho mình trồng một lần. Bắt đầu thấy thông minh rồi đó. Chứ sao, hồi giờ mà. Các bạn có thấy Vinny thông minh chưa? Bắt đầu chơi, bắt đầu thông minh ra rồi đó. Trời, nhờ mình huấn luyện hết đó bạn. Rồi. Hết rồi hả? Khoai tây có nhiêu đó rồi hả? Có nhiêu đó rồi. Rồi, ok, vậy là xong rồi đó. Đấy. Đó, khỏi làm cửa. Cửa đâu đây đâu, cây? Khỏi làm cửa cũng được. Để mình đi vô cho nó dễ cũng được. Khỏi làm cửa. Cái ăn cắp sao? Ai đâu ăn cắp. Chỉ có mình ăn cắp của dân làng thôi đúng không? Đúng vậy. Đó, như vậy là xong rồi. Còn bây giờ muốn giờ Vinny muốn làm cái chuồng ở đâu? Cái chuồng của mấy con thú ở đâu? Chuồng cho mấy heo, gà. Heo, bò cùng gà, bốn cái đi ha. Ờ, bốn cái đi. Ok, được rồi. Heo cắt cái này, cắt 5 ô đi. 1, 2, 3, 4, 5. Từ. Cắt vô 5 ô đi. Rồi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 đi. Rồi là cắt 3 ô. Rồi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tức là mỗi chuồng mình sẽ làm 7 x 7 nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, cắt ra 3 ô. Tiếp tục, mỗi chuồng là mình sẽ làm 7 x 7. Mình nghĩ 7 x 7 là hợp lý rồi. Đâu cần nhiều lắm đâu. Con này để dùm MK cái coi. Cái này có nhiều vừa thôi nha. Đừng rộng quá. Thì đâu có rộng đâu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, nãy giờ tụi mình đã đào xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ốp cái này vô. Nhìn cho nó chuyên nghiệp. Đó. Nhìn đi ốp không? Nè, đây nhìn đi. Nhảy xuống. Ốp lại. Đẹp ha. Mấy cái chuồng hơi bị đẹp á. Hơi bị tốn công, tốn sức á. Rồi luôn, khỏi lên luôn. Khỏi lên luôn. Rồi, lên. Nè, đập một cái này cho Vinny lên nè. Lên. Thì không có em trai là không làm được cái gì luôn. Ốp lại. Có. Hình như nó sai sao á. Cho có một cái là em cây á. Nãy ra 40 mấy cái mà, coi trong người á. 40 mấy cái mà. Ủa nè, ủa cho 40 mấy cái rồi chưa nhặt hả? Rồi chỉ thấy có một cái. Ủa kìa, nãy giờ 40 mấy cái rồi mà ta. Kỳ vậy ta. Thôi ốp lại đi. Rồi
này nha các bạn. Cái này gọi là cái gì? Cái cầu thang. Cầu thang hả? Hình như hơi không đủ, không biết có đủ không nữa. Chỗ này chưa ốp lại nè, tắt ra. Chỗ này phải đập ra các bạn, ốp cái trụ này vô nè. Đó, sau rồi tụi mình sẽ đi dẫn mấy con thú về. Tuyệt vời. Bắt thú đúng không? Dẫn mấy con động vật về. Đúng vậy. Mình sẽ nuôi Alaska, Husky đúng không? Gì vậy trời, anh nuôi bò, cừu, heo mà gì Alaska, Husky vậy? Cái đó là con vật mà, cái đó là thú cưng, còn cái này ta nuôi động vật mà. Nè, muốn đặt phải đặt gì nè, đâu còn không, cho mà ke cái, quăng ra. Có, còn đang làm việc rồi. Đây, nhìn lên. Để lên quay ốp bên này nữa cho xong luôn, rồi xong rồi đi ngủ một cái. Rồi chúng ta sẽ đến với phần dẫn thú về chuồng. Rồi, xung quanh đây ốp cái này vô gì nè, đó. Đây, bây giờ mình sẽ sử dụng lúa. Đây, Jenny vô đây. Jenny vô đây, vô đây. Giờ mình sẽ sử dụng đây cái lúa này với lại cái này. Cầm đi, Jenny cầm đi. Rồi, cầm trên tay nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm mấy con bò, mấy con cừu, mấy con heo về dẫn nó về. Đi. Rồi, đi thôi. À, dụ nó về chuồng đúng không? Đúng vậy. Đó, con cừu là nó ăn cái lúa rồi nè. Đó. Con cừu với con bò là ăn cái lúa này. Con heo nó ăn cà rốt, nhưng mà thôi từ từ đi. Rồi Jenny qua dụ con cừu ấy, đi bơi bên kia dụ con cừu ấy. Còn nếu mà con gà nó ăn cái hạt giống à. Để mà ke dụ con gà cho. Về dễ ẹt. Rồi đi qua bên kia luôn, dụ hai con, ít nhất là dụ hai con về nha. Hai con một lần. Đừng có cho nó ăn vậy, nhìn cầm trước mặt nó là đi theo à. Dụ thêm con nữa, đi vô trong đi kia. Theo nè. Thì dụ thêm một con nữa đi, Jenny dụ thêm một con nữa đi. Đó, dụ một con, một lúc hai con luôn. Đang đi. Dụ một lúc hai con về luôn. Đó, có một con bơi nữa kìa, dụ nó về. Rồi, được rồi, Jenny đi lên bờ đây là nó theo lên à. Đi từ thôi nha, nhớ nhìn vô mặt nó nha. Vừa đi vừa nhìn nó, đó, đi lùi á, đúng rồi. Con kia đâu rồi? Con kia ở sau á. Bây giờ mình sẽ dẫn nó về nha các bạn. Đây, có 4 cái chuồng, chọn đại cho nó đi. Chọn xuống đây này, xuống đây. Gà đi xuống đây. Rồi, ok. Chọn gà đi xuống đó các bạn. Đây, để mình dẫn cù này về luôn. Đây, dẫn. Dẫn nó qua đây này Jenny, dẫn nó xuống đây nè. Dẫn nó đi nhảy xuống cái chuồng luôn nè. Đi xuống đây. Yeah, Jenny dẫn được một con cừu. 1, 2, rồi. Để tim nữa hả? Nó để ra. Ơ. Dễ thương. 1, 2. Đập một cục ra mới nhảy lên được. Không đập ra không nhảy được. Nè, chuẩn bị nhảy lên nè. Đừng, nhảy lên nè. Nhảy lên. Nhảy lên. Nó nhảy lên được á. Rồi. Để vài bữa nữa làm cái cầu thang nữa. Rồi bây giờ dẫn đi còn con bò nữa. Để cừu ra nhiều hơn và lấy thịt đúng không? Ừ, lấy lông nữa. Đây, còn hai con bò nè, hai con bò ngay đây nè. Để quay dẫn hai con bò này về luôn là ok rồi, là xong rồi. Đây, một con. Qua đây. Đây, đi coi, cho đi dẫn con. Đi từ thôi, đi từ phải đợi nó, đi từ thôi. Đi cả nhấp thôi. Đợi nó đi gần tới mình, đi nhanh quá là nó sẽ bị... Lạc hướng. Không phải lạc hướng. Mà nó không thấy nữa, nó không thấy mình nữa. Nó không thấy đồ ăn nữa là nó đứng yên à. Ây da. Mặt nước luôn rồi. Rồi luôn, con của Jenny nó đi theo MK luôn rồi. Jenny dụ con kia đi. Con kia dẫn nó về đây luôn. Lui. Từ từ nó mới nhìn lại. Đâu rồi, nó nhìn rồi đó. Rồi. Dẫn nó qua bên cái chuồng kế bên, chuồng của con cừu. Nó không nhìn gì luôn. Đợi, cứ đợi nó đó đi. Để mà kẻ dẫn con này về cái đã. Đây. Đưa lại. Rồi, vô đây. Rồi, một con. Đâu rồi, nhìn nó dẫn được chưa? Chưa. Con này lì vậy? Không nhìn.
nó không nhìn trên nơi nó nhìn luôn. nó nhìn rồi đó, nó bị mắc kẹt như vậy, đẩy nó ra rồi nó lên bờ rồi đó. Rồi đi ơi, nhìn đi đi đi. Ồ, rồi xong nó nhìn ke luôn rồi. Một người cầm thôi, nhìn đi cầm đi. Rồi nhìn đi cầm cái đó đi, đi bò. Rồi nó lên rồi, nó đang lên á, đang lên á, nhìn đi cứ lui đi. Rồi đúng rồi đó, đi. Rồi đi về đi. Đi về đây. Rồi rồi đi. Nó đang nhìn đó. Thì cái chuồng bên này nè, cái chuồng bên này nè. Đây, cái chuồng bên này. Coi chừng rớt xuống chuồng gà nha. Né né cái chuồng gà ra, coi chừng rớt xuống chuồng gà. Đi nè bà ơi. Trời ơi, đi dắt gì vậy, tôi mệt quá. Rồi bên này nè, đi vô đây, đi vô sau lưng, bên trái. Đó, đi vô lỗ đó, đi vô ngõ này, đúng rồi. Rồi đi nhanh lên chút. Mấy con cừu nó đòi ăn. Ê, chừng rớt xuống chuồng cừu. Ui, rồi, đi nhảy xuống chuồng bò luôn, nhảy xuống đây luôn. Nhảy xuống cho nó rớt xuống luôn. Bên kia là chuồng. Rồi cho nó ăn đi. Rồi nhìn đi cho nó ăn đi. Cho mỗi con một cái chụp phải á, chụp phải cho người nó. Rồi bên kia con kia nữa. Rồi, sao? Đĩa đúng không? Đĩa chính xác. Con. Đúng vậy. Bò con này. Rồi, lên nhìn đi ơi. Đi, lên. Nhanh, nó bò lên chưa? Rồi, sao ok, thì ngày hôm nay mình cùng với Jenny đã làm xong một cái ruộng nè, với lại một cái chỗ để nuôi bò, cừu, heo, các thứ. Thì trong tập sau thì tụi mình chắc là sẽ phải đi mai để kiếm thêm tài nguyên khoáng sản các bạn. Chứ có vẻ là xác đồ đã hết rồi. Thì ok, nếu như bạn nào thích video này của tụi mình thì đừng quên để lại cho tụi mình một like, một share. Cũng như là nếu như mà video này đạt được 3.000 like và 50 chia sẻ thì mình sẽ làm tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye.